Em xin chào các bác ạ. Em ở bên Lương Âm Thanh và hôm nay thì bên Lương Âm Thanh của chúng em giới thiệu cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là con đẩy hai kênh mang thương hiệu của Yamaha, và mã sản phẩm của con này là XP7000S các bác nhé. Thì đây là một cái dòng đẩy hai kênh, công suất rất là tốt để đánh các bác, ví dụ đánh thoải mái các bác nhé. Em nói là ghép được thoải mái, các bác có thể ghép thoải mái với cả đánh dư sức với cả một đôi bát 40, hoặc các bác có thể đánh dư sức với cả hai đôi bát 30. Thì cái con này thì rất là hợp lý, rất là tuyệt vời khi mà các bác sử dụng ở gia đình. Đấy, công suất của nó vừa phải và đánh tiếng loa rất là ngọt ngào, và đặc biệt là con này thì nó không bị kén loa, và rất là tốt. Và ở đây thì đất trước thì bên em đã bán hai cái dòng sản phẩm, hai cái mã là rất là chạy, đó là cái mã cũng của hãng Yamaha các bác nhé, cũng là một cái mã là mã P7000S và cái mã thứ hai là mã XP7000. Thì với cái sản phẩm mới là con XP7000S thì là một cái phiên bản nâng cấp so với hai con kia và đưa ra một cái chân âm rất là tốt và rất là hay. Ở đây thì em đang ghép với cả một đôi bát 30 các bác nhé, một đôi bát 30. Và em nói rõ mà các bác là con này thì có thể kéo thoải mái một đôi bát 40, hoặc là các bác có thể kéo thoải mái là hai đôi bát 30. Đấy, thì cái con này thì ghép vào gia đình thì rất là tuyệt vời. Con này cân nặng của nó để đặt lên cân là 17 cân các bác nhé, sấp 16 cân rưỡi. Và đây là đóng gói bao bì của nó, sản phẩm đấy các bác nhé, đóng gói bao bì của sản phẩm đây ạ. Đây thì hôm nay em nhập có tương đối nhiều, mấy con cơ. Đấy thì cái dòng sản phẩm này thì tiếng rất là tốt. Ở đây thì em bật chữ chất âm cho các bác nghe này. Kéo bát 30, kéo bát 30 tiếng rất là căng, và rất là đầy. Cái nữa là cái con này thì cái thiết kế của nó là mặt màu đen, rất là chắc chắn. Mặt trước là màu đen, rất là chắc chắn. Và cái con này thì nó đã đẩy hai kênh và nó có chế độ đánh gộp, chuyển từ hai kênh sang một kênh để các bác đánh những cái công suất khỏe hơn. Và con này thì các bác có thể là đánh một kênh đầu, các bác có thể đánh loa full, một đôi loa full, và kênh sau các bác có thể đánh súp 40, súp hơi 40 thì rất là đa năng. Đây là phía đằng sau của máy đây ạ. Thì đầu ra ra loa thì các bác có thể dùng jack Music, hoặc là các bác có thể dùng cái jack vặn xoáy ở đây. Và cái tín hiệu vào thì các bác có thể dùng jack 6 ly hoặc là jack Kalong ở đây. Đấy, con này nó có chiết áp để giới hạn cái đường tín hiệu vào, và các bác có thể chuyển sang chế độ đánh gộp hoặc là chế độ đánh tương tự các bác nhé. Và cái con này rất là hay nữa là sản xuất ở đây ạ. Tí nữa em sẽ ra mang chỗ sáng em mở máy ra để em quay chi tiết hơn, và bây giờ thì em sẽ mở cái chất âm của con này các bác nhé. Đây. Thưa các bác là tiếng cực kỳ căng, cực kỳ đầy tiếng luôn, và tiếng rất là sáng. Tiếng bác thì rất là chắc lịch, và tiếng trung cũng như tiếng chép thì rất là sáng tiếng, và tiếng tép thì rất là lẩy các bác nhé. Đấy, thì em đã thử cái chất âm rồi các bác ạ. Và bây giờ thì em sẽ đưa cái con này ra và em sẽ tháo hẳn máy ra là các bác biết cái cấu trúc bên trong, cấu trúc phần cứng ở bên trong cái con này các bác nhé. Đây, 16 cân rưỡi các bác nhé, máy không là 16 cân rưỡi. Và bây giờ thì em sẽ đưa máy ra cái phần chỗ sáng để giới thiệu cho các bác cái phần cấu trúc ở bên trong của máy. Đấy. Hải ơi, bê ra chỗ cái sáng ngộp đấy. Đây thưa các bác, thì em đã mang chỗ sáng để tháo máy ra để các bác biết cái phần cấu trúc phần cứng ở bên trong các bác nhé. Đây em sẽ quay qua một lượt cái phần bên ngoài này. Mặt trước thì nó thiết kế xung quanh là nước sơn màu đen, rất là chắc chắn.
Và cái con này thì các bác ở phía đằng sau đấy các bác nhé, phía đằng sau thì đường kính nhé. Các bác phải để ý hộ em cái này nhé, sản xuất tại Indo này. Hai quạt con này, quạt hai quạt phía sau đây ạ, hai quạt làm mát phía sau. Tín hiệu đầu vào thì các bác có thể sử dụng rắc ca lông hoặc là rắc 6 ly ở đây. Và con này nó có chế độ đánh gộp, có 3 chế độ các bác nhé. Shifter các bác, shifter là đánh hai kênh trái phải này. Chế độ đánh gộp này, đánh gộp là ở giữa này, đánh gộp là chuyển hai kênh thành một kênh, công suất nhân đôi. Và chế độ gạt sang hết sang bên phía tay phải là chế độ đánh tương tự. Đấy. Và con này nó có chế độ là cắt cả tiếng súp các bác nhé. Đây là các bác sẽ nhìn ở phần trên là cả hai loa này có thể là cắt súp, có nghĩa là chuyển những cái tín hiệu âm thanh đầu vào các bác để bình thường, nhưng mà các bác sẽ gạt sang súper ấy, thì con này nó cắt súp luôn, có mạch cắt súp luôn các bác nhé. Các bác nhé, để ý đấy là cái em vừa nói là cái phần cắt súp, có nghĩa là các bác đưa tín hiệu bình thường vào và con này nó chuyển sang chế độ cắt súp mà nó có cắt cốt ở bên trong, và chuyển những cái loa của các bác lắp vào cái loa súp để các bác đánh súp hơi. Đấy, chuyển đánh súp hơi nó rất là hay, cái mạch nó rất là hay luôn, rất là tiện lợi luôn, các bác không cần phần mà cốt server, và các bác sử dụng luôn cái con đẩy này cắm được tín hiệu bình thường vào và chuyển sang chế độ đánh súp để đánh ra loa súp luôn, rất là hay các bác nhé. Đấy, về cái chức năng con này rất là tuyệt vời, và các bác có thể là chỉnh to nhỏ của súp và cắt ở tần số bao nhiêu. Còn đường tín hiệu ra thì các bác có thể là sử dụng đường tín hiệu ra này, con này cũng rất là đa năng, các bác có thể là dùng cái rắc music ở đây, rắc music hoặc là rắc 6 ly, hoặc các bác có thể dùng rắc cài, dùng rắc cài ở đây ạ. Các bác có thể là sử dụng cái rắc cài ở đây. Thì nếu mà các bác sử dụng ở gia đình thì các bác lên sử dụng cái rắc cài này này, cái rắc cài này này. Thì các bác vặn ra vào cái dây tiếp xúc, khi mà cài vào thì dây tiếp xúc nó bao giờ cũng tốt hơn là những cái rắc cắm kiểu này. Rắc cắm là kiểu này thì thực ra thì sẽ tiện cho những cái anh em đi làm sự kiện đấy, hay rút ra rút vào thì nó nhanh. Còn thực ra nếu mà tiếp xúc tốt thì các bác lên sử dụng cái rắc vặn ra để bắt dây vào, xong là vặn chặt cả thì nó chặt nhất, tiếp xúc là tốt nhất. Đấy, và bây giờ thì em sẽ mở cái bên trong máy ra. Hôm nay thì thời tiết cực kỳ nóng lực các bạn, cực kỳ nóng lực, nhân viên bên em nó phải cởi trần ra. Đâu Khải ơi, mở máy ra các bạn, mở máy ra mà Khải ơi. Đây thì em sẽ tháo ngay ra. Con này ốc của nó cũng làm rất là chắc chắn các bác nhé. Ốc của nó là ốc dạng sao, ốc dạng sao này, ốc hình sao. Còn cái ốc đây nó làm cái gen nó rất là chắc chắn luôn. Cái hàng này là hàng cẩn thận các bác nhé, nó làm rất là cẩn thận. Và thưa các bác là những cái hàng điện tử ấy thì bao giờ nó cũng có cái hàng đắt, hàng rẻ, hàng thật và hàng nhái. Đấy, thì trong có những cái hàng nhái thì có hàng đắt tiền và hàng rẻ tiền. Thì khi những cái hàng mà đắt tiền ấy thì các bác dùng nó rất là thích. Đấy, và nó làm cẩn thận chi tiết từng cái chi tiết nhỏ. Tháo hết ra. Đặc biệt là các bác mua những cái con này thì các bác phải để ý hộ em nhé. Nó có rất nhiều cái chủng loại hàng, rất nhiều cái chủng loại hàng. Thì khi mà các bác mua thì các bác phải để ý. Đấy, thì bên em thì bao giờ khi mà làm video demo thì bao giờ cũng tháo tất cả các bên trong ra để giới thiệu cho các bác. Mặc dù là nhiều bên bán và cái hình thức bên ngoài thì nó giống y xì nhau các bác nhé, giống y xì nhau, nhưng mà khi bên trong cái nội thất bên trong thì nó sẽ khác nhau đấy các bác. Ở đây em mở ra và thấy cái kết cấu bên trong rất là tuyệt vời luôn các bạn, linh kiện rất là nhiều luôn, cực kỳ nhiều linh kiện luôn. Con này đầu tiên em nói đến cái phần nguồn, ở đây thì em nhìn thấy phần nguồn rất là khủng. Thì nói đến những cái cục đẩy công suất thì cái quan tâm nhất là cái quan tâm đầu tiên đó là cái phần nguồn, nó là trái tim của máy. Phần nguồn tốt khỏe thì mới đưa ra một cái công suất tốt khỏe và chạy ổn định. Cái nữa là căng tiếng và nó bền máy, bền thiết bị. Tiếp đến là cái phần sò, thì ở đây thì em sẽ đánh giá đầu tiên đó là cái phần nguồn đấy, biến áp nguồn đấy rất là to các bác nhé, biến áp nguồn rất là to. Hãy lấy cậu cái thước nhá. Biến áp nguồn rất to này, và cái nữa ở đây thì em sẽ quan sát tụ ở đây cũng tụ rất là khủng luôn, và 2, 4, 6, 8 tụ khủng luôn ạ. Chỉ số tụ ở đây là để em nhìn cái chỉ số tụ ở đây là 22.000 mi các bác nhé, 22.000 mi 50V đấy ạ, 22.000 mi 50V. Và em đo cái biến áp nguồn ở đây, biến áp nguồn cái đường kính nó rơi vào khoảng 16 phân các bác nhé, rơi khoảng 16 phân. Và cái bề dày của đường của biến áp nguồn nó rơi vào khoảng 5 phân rưỡi các bác ạ. Đấy, cái bề dày của biến áp nguồn nó rơi vào khoảng 5 phân rưỡi. Và trên cái thông số ở trên cái biến áp nguồn thì người ta ghi cũng rất là đầy đủ rõ ràng, màu dây cũng như là điện áp ra
Đấy, rất là đầy đủ, nó làm rất là cẩn thận. Và con này thì cái biến áp nguồn nó cần có một cái lớp bảo vệ ở đây các bác nhé, cái lớp để bảo vệ rất là tốt luôn này, chống cái xung nhiễu từ nguồn ra các mạch xung quanh. Đây các bác nhìn này, cái này đấy, người ta làm rất là cẩn thận. Thì những cái hàng mà làm cẩn thận thì rõ ràng là cái độ bền cũng như là cái chất âm rất là tốt. Và em quan sát luôn ở đây được, đó là cái tụ này các bác nhé. Tụ ở đây người ta cũng sử dụng cái tụ tốt, tụ của DU đây các bác. Tụ này này, tụ của DU Hàn Quốc, tụ này rất là tốt luôn. Thì với những cái linh kiện tốt này thì các bác an tâm. Đây ạ, linh kiện toàn linh kiện tốt thôi. Em phân tích tiếp đến cái biến áp nguồn này. Biến áp nguồn này tí xem sẽ cạo cái một đoạn dây ra các bác nhé. Cạo một đoạn dây là các bác biết cái chất liệu dây ở đây là như nào. Đấy, tụ là 8 tụ và cái chỉ số tụ là 22.000V 50V, rất là khủng. Diode nguồn ở đây, diode lắn nguồn ở đây các bác, hai dùng hai đốt đất cầu và cái miếng tản nhiệt rất là to đấy ạ, miếng tản nhiệt rất là to. Dây dợ thì người ta làm dây cũng rất là to, các bác sẽ nhìn ở đây nhé, các bác sẽ nhìn ở đây dây dẫn đường nguồn rất là to, rất là to, và người ta thít bởi bằng những cái đai thít này thì rất là gọn gàng và chắc chắn đấy. Các bác nhìn ở những cái đai thít này, người ta làm rất là cẩn thận đấy. Những cái đai thít đây, dây thì người ta bố trí nó rất là ngay ngắn và nó rất là tỉ mỉ từng cái công đoạn. Tiếp đến là cái phần sò các bác nhé. Đây cái phần biến áp nguồn, bên phần nguồn thì có hai dơ le các bác nhé, hai dơ le, đường này đường ra loa các bác nhé, tín hiệu ra loa này có hai cái dơ le bảo vệ đây, các bác sẽ nhìn cái dơ le bảo vệ đây. Dơ le bảo vệ này thì khi mà ví dụ như có trục trặc ở loa hoặc là trục trặc ở cái phần công suất thì là cái dơ le này nó sẽ ngắt và nó bảo vệ loa và cũng như là bảo vệ cái phần công suất âm thanh này. Đấy. Đường tín hiệu, đây là đường tín hiệu ra này, cái mạch đường tín hiệu ra này các bác nhé, mạch đường tín hiệu ra, và đây là mạch đường tín hiệu vào, thì có cái mạch trung tần đường tín hiệu vào rất là nhiều IC, các bác sẽ nhìn thấy rất nhiều IC con các bác nhé. Bo mạch thì bo mạch màu đỏ, làm rất là cẩn thận. Và những cái con trở chiếc đây các em nhìn thấy trở cũng là trở, gọi là trở tốt, trở tốt. Tiếp đến em quan tâm đến cái phần sò công suất. Sò công suất ở đây thì sử dụng cái sò Toshiba các bác nhé. Sò Toshiba các bác sẽ để ý đây ạ, 1943 và 5200, 1943 và 5200. Em đến với sò 2, 4, 6, 8 8, 8 sò trên và 8 sò dưới. Tổng cộng mà là 16 sò. 16 sò thì 2 vế, một mỗi vế là 16 sò. Thì tổng cái thiết bị con này là 32 sò nhé, 32 sò và thực sự sử dụng sò Toshiba, cặp sò 1943 và 5200, một cái cặp sò và cực kỳ nhiều những cái thiết bị công suất sử dụng đấy. Và các bác sẽ để ý ở đây thì những cái con sò là người ta bắt tiếp xúc mấy cả cái phần bo tản nhiệt này, cái miếng tản nhiệt nhôm này này rất là chắc chắn luôn, cái ốc rất là to đấy, thì áp sát xuống cái phần tản nhiệt thì tản nhiệt rất là tốt. Và ở đây thì em để ý đây là có miếng có con sensor. Con sensor này để cảm biến nhiệt, cảm biến nhiệt để thông báo đến cái mạch sensor, cái mạch vi xử lý để cảm biến cái phần nhiệt của cái máy. Ví dụ máy nó quá nhiệt hoặc là có vấn đề gì đấy thì nó sẽ thông báo đến cái sensor và sẽ ngắt cái thiết bị ra, bảo vệ cái thiết bị. 32 sò các bác nhé, 32 sò. 32 sò thì trong đó có cả sò công suất và lẫn sò bù áp. Đấy, có cả sò công suất gắn lẫn sò bù áp các bác nhé. Và để chở thì các bác sẽ nhìn là chở sứ ở đây, thì chở sứ đây cũng là loại chở tốt, rất là tốt, người ta làm mà những cái góc cạnh nó rất là đẹp và đầy đủ thông tin ở trên con chở luôn ạ. Các bác sẽ nhìn đầy đủ thông tin ở trên con chở luôn, chở kháng là chở kháng ở đây em đọc được là 0,25 ohm, 0,25 ohm các bác nhé. Chở sứ thông tin rất là đầy đủ rõ ràng. Đấy là cái phần nguồn. Quạt làm mát thì sẽ có hai quạt sau các bạn, hai quạt phía sau hút gió đẩy ra phía ngoài. Đây là phần chiết áp trên. Chiết áp con này thì phần dùng chiết áp bi các bác nhé, phần dùng chiết áp bi khi mà các bác bạn thì nó rất là thật tay, rất là thật tay. Dây đầu nguồn vào 220 vào thì cũng dây cũng rất là to. Nói chung là con này thì thiết kế mạch của nó là cái mạch nâng cấp so với cái hai cái mã là cái mã XP7000 và cái mã là P7000S. Đấy, thì cái con này thì nó sẽ có cái cải thiện hơn rất là nhiều. Tiếp đến bây giờ thì em sẽ cạo cái phần và bây giờ thì em sẽ cạo cái phần biến áp nguồn này ra để các bác biết cái cấu trúc biến áp nguồn. Đây là dây đồng nhé các bác nhé, khẳng định với các bác đây là dây đồng 100%. Đây các bác nhé, đây thì em đã cạo một đoạn rồi ạ. Đây các bác để ý đây ạ. Đây thì em sẽ lấy led ở phần này.
các bác nhé, dây đồng 100% nhé, dây đồng 100%, đấy, dây đồng 100%, dùng rất là thích luôn ạ. Đấy, các bác khi mà các bác mua những cái sản phẩm này thì các bác quan tâm cũng là quan tâm nhất là cái phần mà mạch linh kiện ở bên trong. Thì mặc dù là rất nhiều bên bán cái sản phẩm này thì mỗi bên là một cái sản phẩm nó khác nhau, bên trong linh kiện nó khác nhau. Thì mặc dù là nhìn ở vỏ ngoài thì nó giống y xì nhau nhưng mà cái cấu trúc bên trong linh kiện nó sẽ khác nhau này các bác nhé. Từ đó nó có cái giá thành khác nhau. Đấy, các bác phải lưu ý đến như vậy. Chứ các bác đừng có vội vàng khi mà mua những cái sản phẩm này, đừng có vội vàng mà khi thấy cái giá rẻ mà các bác vội mua. Các bác phải quan tâm đó là cái mạch ở bên trong nó như thế nào. Khi mà các bác mua ở những cái bên nào thì các bác phải hỏi là khi mà tôi mua thì tôi có được phép là tháo máy ra để kiểm tra không, có đúng chất lượng lượng hàng như vậy như quảng cáo không. Cái nữa là các bác phải quan tâm nữa là nguồn đồng với nguồn nhôm các bác nhé, nguồn đồng với nguồn nhôm. Đấy, thì với cái biến áp nguồn đồng và biến áp nguồn nhôm ấy thì nó đã phân biệt với nhau, nó dây chênh giá nhau rất là nhiều. Đấy, mặc dù cái có thể là cái bo mạch linh kiện nó giống y xì nhau nhưng mà nó chỉ khác nhau cái nguồn này. Cái nguồn này thì các bác phải cạo dây đồng ra các bác biết được, chứ còn nếu mà các bác nhìn qua thì các bác không thể biết được, phải cạo dây đồng ra mới biết được. Đấy, nguồn đồng nguồn nhôm nó chênh vênh nhá giao nhau rất là nhiều. Và cái nữa là ngay cả bản thân những cái chất lượng linh kiện này này, mặc dù nhìn nó giống y xì nhau nhưng mà cái chất lượng cấu thành sản phẩm, cấu thành linh kiện ấy mà cái chất lượng kém thì rõ ràng là giá thành nó rẻ hơn và cái độ bền nó sẽ không thể bằng những cái hàng đắt tiền, những cái hàng tốt được. Đấy, khi các bác mua những cái sản phẩm này thì đặc biệt lưu ý như vậy. Bên em thì thường bán hàng thì khi mà nhập hàng về thì bọn em sẽ thử qua cái chất lượng hàng nó đảm bảo không. Đấy, thì bọn em mới dám nhập về số lượng để mà bán đến nơi các bác. Phải nhập những cái hàng mà nó tốt, chạy nó ổn định thì lúc đấy bên em mới nhẹ nhàng trong cái quá trình mà sử dụng, thì các bác không phải nghĩ ngợi đến cái vấn đề bảo hành. Ví dụ như bên em mà nhập những cái hàng rẻ tiền ấy thì thực ra mà bán những cái hàng rẻ tiền thì rất là sợ, vì là về sau lại phải bảo hành bảo tỏi cho các bác, nó rất là mất thời gian và rất là mất uy tín. Thành ra là bên em cứ nhập những cái hàng tốt, chất lượng tốt thì bán cho các bác, để được cái sản phẩm mà đưa tay cái tay các bác là tốt nhất thì các bác sẽ dùng rất là tốt và các bác sẽ không nghĩ ngợi đến cái vấn đề bảo hành, và bên em cũng vậy, không phải lo ngại đến vấn đề bảo hành cho các bác thì rất là an tâm. Đấy các bác, hôm nay thì em giới thiệu cái con XP7000S. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em. Và em nhắc lại nhé các bác nhé, đây là hàng chuẩn loại 1 luôn, chuẩn loại 1. Chuẩn loại 1, linh kiện tốt, biến áp đồng, biến áp bằng nguồn bằng đồng. Cái lẫy nữa là con này thì các bác có thể đánh tốt một đôi bát 40 hoặc là các bác có thể là đánh hai đôi bát 30 các bác nhé. Tiếng rất là hay và rất là chắc tiếng, linh kiện tốt và chế độ bảo hành thì rất là tốt cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, và các bác theo dõi video thì nhớ đăng ký kênh của Lương Âm Thanh để ủng hộ em. Em xin chào các bác. Và ngoài cái mẫu đẩy lái ra thì bên em còn rất nhiều những cái mẫu đẩy khác để phục vụ các bác, rất nhiều luôn ạ, rất nhiều mẫu đẩy, mẫu loa khác để phục vụ các bác. Đấy, thì bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em nhé. Và rất nhiều những cái thiết bị khác để phục vụ các bác trong cái vấn đề mà hát karaoke. Đấy, đầu màn chọn bài cũng rất là nhiều. Xin cảm ơn các bác ạ. Xin chào các bác ạ.